Ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Long đến từ trường âm nhạc Adam Music. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 5 mẹo để các bạn có thể tự học, tự làm một cái bản nhạc EDM của mình ở nhà. Rồi, bắt đầu ha. Mẹo đầu tiên đó là các bạn cần phải có ý tưởng. Thì ý tưởng có thể lấy từ đâu? Ý tưởng các bạn có thể lấy từ những cái bản nhạc có sẵn rồi. Ví dụ như là các bạn thích một cái thể loại tên là dubstep đi. Các bạn lên đó, các bạn YouTube, các bạn search thử đó, ví dụ như là dubstep đó, các bạn chỉ cần bấm chữ dubstep thôi là nó ra rất là nhiều cái kết quả cho các bạn có thể lựa chọn. Đây các bạn có thể xem qua nha. Đó thì các bạn, như các bạn cũng thấy là mình khi mà mình search chữ dubstep nó ra rất là nhiều kết quả. Các bạn có thể click vào bất cứ một cái bài nhạc nào để các bạn nghe, các bạn nắm được cái gọi là cách sử dụng sao tiếng nè, cách đi những cái bass room như thế nào cho nó hiệu quả, cho nó hay nè. Cách thứ hai, các bạn có thể lấy ý tưởng từ những cái sao tiếng xung quanh mình. Ví dụ như là các bạn có thể nghe cái tiếng gõ nồi, gõ chén gì đó, các bạn thấy là cái này nó phù hợp. Các bạn có thể lấy nó làm cái sample, mình đem vào mình thu cái tiếng đó, xong đó mình sáng tạo trên cái sao tiếng đó, hoặc là tiếng huýt gió chẳng hạn. Cách thứ ba là các bạn, ví dụ như các bạn nghĩ ra được một cái giai điệu nào đó hay ho, các bạn có thể lấy điện thoại ra thu lại liền để mà các bạn lưu giữ cái ý tưởng đó, chứ không là từ trên đường, ví dụ như từ công ty về nhà đi, là các bạn đã quên sạch sành sanh những cái giai điệu mà mình đã nghĩ ra từ trước rồi đó, nên có một cái lưu trữ lại. Mình thì mình hay đi đường xong rồi mình có một cái giai điệu nào hay, mình dừng xe lại, mình hát hết cái giai điệu đó mình rồi mình đi tiếp đó. Ok rồi, cái cách thứ tư đó, cái này sẽ rất là phù hợp cho những bạn mới, đó là cover lại bài mà người ta đã làm rồi đó. Ví dụ như là các bạn có thể search ví dụ như một cái tên bài nào đó, xong rồi các bạn bấm là remake đó, các bạn có thể bấm nó thêm chữ remake, các bạn vào xem trong những cái video này thì các bạn sẽ biết được thêm cách người ta sử dụng sao như thế nào để làm ra được cái bài nhạc này. Thì phần tiếp theo đó là hòa thanh, thì các bạn cần phải có một cái kiến thức về nhạc lý một chút xíu, cơ bản cũng được. Ok, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái kênh mà mình hay học về nhạc lý đi. Đó, thì đây là một cái video mình coi, nó khoảng 3 tiếng đó, 2 tiếng mấy, 3 tiếng. Thì nó nói rất là nhiều về nhạc lý, các bạn có thể nghe để mà hiểu hơn về nhạc lý, các bạn có thể làm nhanh hơn cái bài nhạc của mình. Rồi, tiếp ha. Tiếp theo là tới mẹo thứ ba. Thì mẹo thứ ba này nói về sample và preset. Thì mình nghe rất là nhiều những bạn mà làm nhạc á là ngại dùng preset, ngại dùng sample, tại vì nó giống nhau, nó giống những cái bài nhạc khác. Nhưng mà các bạn nên nhớ là mình có thể sáng tạo trên cái preset đó, sáng tạo trên cái sample đó. Các bạn có thể lấy những cái sample, những cái preset có sẵn, các bạn chỉ cần xào nấu nó một chút xíu rồi nó sẽ ra khác rồi, nó ra một cái màu khác rồi đó. Thì các bạn có thể sử dụng nó ở cái thời điểm bắt đầu để mà các bạn không có bị bỡ ngỡ đó. Thực ra là làm một cái bài nhạc với cái sample nó cũng không có gì là quá đáng hết, nếu mà mình mua nó nha. Thì mình hay tải những cái sample ở trên cái trang này, các bạn có thể sẽ phải đăng ký để có thể tải những cái sample về đó. Thì nó sẽ có một số cái ví dụ như là các bạn đăng ký xong thì nó sẽ cho free trong một vài tháng gì đó, mình quên rồi, mình không có nhớ được là nó sẽ cho free bao nhiêu tháng đó. Đây là một cái trang. Cái trang thứ hai mình có thể chia sẻ với các bạn đó là đây cũng là một cái trang mình hay lên để mình tải những cái sample về. Thì các bạn nói là những cái sample free nó không có chất lượng, thực ra là cái sample free này mình làm cũng khá nhiều á đó. Thì tại vì nếu mà mới bắt đầu mình có thể bỏ ra một số cái khoản tiền để mà tải những cái bộ sample xịn về đó, thì mình chưa có khả năng đó. Mình có thể tải những cái sample mà nó free về sử dụng trước đó, để mình tìm hiểu cái bản nhạc đó trước đã, rồi khi nào mình cần, mình thực sự đã hiểu được những cái sao tiếng đó rồi thì mình nên chi tiền ra để bài nhạc mình nó chất lượng hơn. Rồi, tiếp theo đó là các bạn nên dành thời gian để tự design, tự thiết kế cái sao tiếng của mình, tự làm ra những cái sample của mình.
để làm gì? Để các bạn có được cái màu sắc riêng, có những cái sao tiếng riêng, không có đụng với ai hết, thì nó sẽ tạo nên sự độc đáo. Và hãy nhắc tới cái sao tiếng đó là nhắc tới bạn. Cái phần design sao đó, nó rất là khó đó, thì mình có thể tìm hiểu ở trên những cái video của YouTube. Ví dụ mình thì mình hay tìm hiểu của anh Trang này, những cái video này đó, người ta sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tạo ra được một cái sao giống ai đó đó. Thì các bạn có thể dựa trên những cái này mình coi qua cách làm, biến những cái sao tiếng đó mẫu một cái sample của người ta, thì mình có thể sử dụng những cái sample của mình quăng vào để mình làm một cái tiếng thành sao tiếng khác, hoặc là mình sử dụng một cái FX để làm cho cái sao tiếng đó nó lạ hơn, nó không giống với người ta nữa. Phần tiếp theo cũng là phần cuối cùng, đó là về phần mixing và mastering. Thì thứ nhất là về phần mixing đi, các bạn có thể sẽ lưu reset lại những cái mà mình đã mix rồi, những cái sao tiếng mình đã mix rồi, sau này mình cần làm lại về những cái sao tiếng đó thì mình chỉ cần bật lên lại thôi, mình chỉ cần kéo những cái reset đã có sẵn vào. Các bạn chỉ cần tinh chỉnh những cái plugin ở bên trong nó để tạo ra được một cái tiếng mới. Nó sẽ tiết kiệm thời gian cho các bạn để các bạn có được những cái ý tưởng khác nó mới lạ hơn đó. Chứ các bạn cứ dùng một sao, ví dụ như là dùng một cái tiếng plug đi, mà các bạn cứ ngồi chỉnh tới chỉnh lui hoài thì nó sẽ rất là mất thời gian, nó sẽ làm chậm đi cái hứng thú của các bạn để làm ra những cái phần khác, nó không có hiệu quả đó. Thay vì vậy thì các bạn quăng preset vào để nó xử lý trước, sau đó mình hẳn quay lại mình chỉnh sửa sau đó, nó sẽ tiết kiệm thời gian cho các bạn hơn. Phần tiếp theo đó là phần mastering. Các bạn nên có một cái bài nhạc nó đúng với cái thể loại mà mình đang làm, để mình so sánh cái ưu cái khuyết của bài nhạc của mình, để mà mình có thể chỉnh sửa nó một cách tốt nhất. Và các bạn để ý cái độ lớn nha, các bạn có thể lên Google để search những cái nền tảng streaming nó yêu cầu độ lớn như thế nào, các bạn đừng làm vượt quá cái độ lớn đó. Thì cái từ khóa đó tìm hiểu như thế nào mình sẽ chia sẻ ở trên này ha. Có thể tìm kiếm từ khóa này LUFS YouTube, đây nó có sẵn luôn nè đó, mastering SoundCloud rồi các kiểu YouTube, đây các bạn có thể coi trên này để mà mastering cái loudness cho nó đúng. Thì hy vọng là cái video này sẽ giúp ích được cho các bạn. Các bạn có thắc mắc gì thì hãy comment phía dưới cho mình. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn hãy bấm subscribe và share giúp mình nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.